Kính chào toàn thể các quý ước tài trở lại với kênh Ngọc Mai Xe Tải. Thì video này dành cho các quý ước tài đam mê dòng ben gá cơ nhé. Dòng ben gá cơ, và ở đây em có sẵn một con gá cơ cũng như con gá điện chuẩn bị giao cho quý công ty ở Hà Nội. Đây chính là chiếc ben 4/6, tải trọng 4/6 với nhãn hiệu là ZB7050D nhé. 7050D tải trọng là 4/6 bản 1 cầu. Xe này không có bản 2 cầu. Thì ở chiếc xe trắng này chính là con gá cơ đời 2017 của Cửu Long TMT nhá, Cửu Long TMT. Còn con bên phải đây thì là con ga điện cũng của Cửu Long TMT luôn. Hai con đều cùng một mẫu mã, chỉ khác cái là khác đời cũng như là khác kiểu động cơ thôi. Thì chiếc xe này thì nói thật là chắc là các kiểu tài cũng không gọi là ưa chuộng lắm, nên là em để rất là lâu em mới bán được về công ty các bạn. Thì nói chung xe này hai cấu hình nó tương đương nhau nhá, hai cấu hình tương đương nhau, không có gì khác nhau cả. Xe này thì có biển là 62707, toán 7 thôi. Đó là cái biển này thì cũng không gọi là đẹp lắm, 62707, còn bên chiếc bên kia thì là cái đuôi đẹp hơn. 61989, vâng 89 nhá. 89, con này mà là 79 thì ngon. Đấy thì khai quát về cấu hình của hai xe. Với giá tầm khoảng hơn 400 triệu, hơn 400 triệu quý giả nhá, hơn 400 triệu. Giá con hiện tại con ben ga điện này thì là 416 triệu nhá. À 417 triệu nhá. Còn con ga cơ kia thì bác tài nào cần chi tiết về giá được gọi cho em, bởi vì xe đấy là bán rồi và không còn xe nữa nhá. Không quý tài ạ. Thì khai quát về cấu hình thì xe dùng loại động cơ của Cửu Long, lốp này là lốp của DRC, lốp DRC tức là bố vải. Bố vải loại cơ lốp là 750/16 nhá, 750/16 bản 1 cầu. Ở phía trước thì sẽ có 10 lá nhíp dài 8mm. À dài 6mm, 10 lá nhíp dài 6mm nhá. 10 lá nhíp dài 6mm, xe thì có sẵn còi hơi, còi điện rồi, không có điều hòa nhá. Đấy là về lốp. Động cơ thì hai xe đều sử dụng chung một mẫu động cơ, đó là động cơ của Jibo nhá. Động cơ của Jibo. Động cơ của Jibo. Con này thì là con ga điện nên là sẽ là 4 máy phun xăng điện tử, còn bên kia sẽ là ga cơ nhá. Ga cơ cộng động cơ đều là 94 mã lực tương đương với là 70 kW đấy ạ, 70 kW nhá. Và cái xe thì thành thùng đều bằng nhau nhá, đều có một cái thùng giống hệt nhau. Thùng này thùng 3,9, bằng thùng là 3,9, với chiều dài là 2m9, rộng là 1m9 và cao là 7 nhá, không phải 7m đấy ạ, 0,7 tức là 70 phân đấy, cao là 70 phân đấy. Xe thì đều có cùng một loại thùng, nó chỉ khác là động cơ ga cơ thôi, ga cơ ga điện thôi. Đấy, về lốp sau thì xe sử dụng loại lốp là 750/16, vẫn thế, vẫn là 750/16 nhá, ở phía cầu sau. Còn về cầu sau lốp sẽ được phối bộ với cấu hình là cầu 7 tấn nhá. Cầu này là cầu 7 tấn. Cầu trước theo thông số kỹ thuật ở trên đăng kiểm thì sẽ là cầu 3 tấn, cầu trước là 3 tấn, cầu sau là 7 tấn. Xe thì có sẵn phanh hơi lốc kê. Phanh hơi lốc kê đầy đủ nhá. Đấy. Và nhíp thì xe sẽ được trang bị sẵn là bộ nhíp 2 tầng gồm có 10 lá nhíp chính cũng như 8 lá nhíp phụ, tổng là 18 lá nhá. 18 lá, mỗi lá nhíp dài 80mm nhá. 80mm vừa ạ. Đấy. 80mm. Còn chassis thì Cửu Long thì đương nhiên là cái chất của Cửu Long thì luôn luôn là chassis là bền bỉ theo thời gian luôn rồi. Chassis này thuộc loại chassis lồng hai lớp, form là form 5+4 nhá. Tức là tổng chiều dài của chassis này là 9mm với loại chassis lồng hai lớp. Nói ra là về giá con này và về cấu hình con này thì em thấy là nếu mà các quý tài là không ngại xe to thì nên đầu tư xe này thay vì chiếc 3 tấn rưỡi phanh hơi nhá. Về 3 tấn rưỡi phanh hơi thì chúng ta thêm khoảng là hơn 40 triệu một tí là có thể lấy được xe này rồi. Và xe này có sẵn phanh hơi lốc kê rồi. Đây, còn sang cái con ga cơ này thì có thể thấy là nếu mà thấy về cái cầu thì như về cái form giá thì con ga cơ có phần nhỏ bé hơn đúng không ạ? Chúng ta còn xem là cỡ lốp nó có phải khác không nhá. Vâng, vẫn là cỡ lốp là 750/16. 750/16 vẫn là lốp DLC, nguyên bộ lốp đấy luôn, không có gì thay đổi cả. Nó vẫn là lốp bố vải, nó chỉ khác cái ở đây. Đây chính là động cơ của con gá cơ đây. Cùng một công suất máy nhá, cùng một công suất máy, cùng một kiểu động cơ, nhưng mà khác cái con này là dùng bộ chế hóa khí, con kia thì sẽ là phun xăng điện tử.
đó là về ga cơ và ga điện. Thì xe này thì công ty đặt một ga cơ một ga điện để trải nghiệm thử xem con nào ok hơn, thì sau để đặt thêm cái đấy cũng tùy tại. Nhưng mà ga cơ này, nếu mà thích thì không có xe đặt thêm đâu, giá tương tự nhá. Đây bộ cầu thì chúng ta cùng xem là cầu khác gì nhau nhá. Cầu vẫn là bộ cầu ấy luôn, vẫn là bộ cầu 7 tấn luôn. Nhít thì vẫn là cái nhít là tổng 18 lá, dày là 0.8, đây dành là 0.8 cm 8 mm đây. Đấy vẫn là bộ nhíp 2 tầng 18 lá, phanh hơi lốc kê vẫn là loại phanh hơi lốc kê đấy. Chassis thì không có gì thay đổi nhá, chassis vẫn là loại 5+4, tổng chiều dài là 9 mm. Biển con này thì là 29H62707. Vâng, và từ đó thông qua đây chúng ta có thể thấy thì hầu hết là thông số, các thông số kỹ thuật của xe thì không thay đổi. Đấy, từ form dáng đến kiểu dáng như thông số kỹ thuật nhá. Đấy, bác tài nào cứ bỏ ga cơ thùng to hơn thì chúng ta nhìn lại nhá. Hình như là em thấy thì cái thùng nó có vẻ tương đương nhau, nhưng mà có vẻ là cái con ga cơ thì bé hơn con ga điện một tí. Đấy, đấy theo con mắt của em, không biết thực tế như thế nào thì có kiểu tài là xem thực tế nhá. Bây giờ em vào nội thất nhá, nội thất của hai con thì xem như thế nào nhá. Cửu Long thì ở đây sẽ có sẵn kính điện này, bên kia là chỉ kính cái tay thôi. Nó sẽ trông cái bọn đời mới này thì cái nội thất nó sẽ ngon nghẻ hơn một tí. Ở đây được mặt chrome rất là đẹp này. Đấy, TMT này. Bộ đồng hồ của em đây. Đấy, em thấy là bộ đồng hồ con này thì khá là khác biệt nhá. Rất là khác biệt luôn. Hầu như là không có một cái mẫu xe nào Cửu Long là có cái cụ đồng hồ này. Cụ đồng hồ con này là trên đây là gọi là đồng nhất vô nhị đấy. Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái ô đô cũng như là đối với các tài biết cái này cái gì. Bất tài nào biết không thì giải thích cho em cũng như quý tài nhá. Đấy. Còn đây là đồng hồ đo tốc độ này, đây là vòng tua km này. Xe có sẵn là màn hình nhá. Xe có sẵn màn hình này màn hình zin theo xe nhá. Đấy màn hình zin theo xe luôn, không phải lắp thêm. Đấy. Xe của Cửu Long rất là được ưu ái luôn. Điều hòa này thì lưu ý là chúng ta cần bỏ thêm tiền ra để lắp điều hòa nhé. Đây là nội thất của này chỉ trông gọi là khá là mới mẻo nhưng đẹp đẽ cái con 4/6 ấy nhé. Đấy, xe thì cái cần ben này trông nó hơi cổ hủ một tí, nó gọi là thêm một cái mạ gỗ ở đây trông khá đẹp. Đấy còn trông hơi cổ hủ một tí, không sao cả. Đấy là tổng quan về cái con 4/6, nội thất của con 4/6 thì chúng ta cùng sang đời 2020 và đời 2022 và đời 2017 có gì khác nhau nhá? Khác nhau gì không ạ? Vâng, chúng ta thấy khác nhau đấy. Okay, các bác tài thấy chưa? Đây, nội thất này nó hơi xỉn đi một tí này, nó không được đẹp như cái bọn 2022 nữa. Màu nhựa này đã hơi xỉn một tí rồi. Kính cái tay này thì không gọi là chạy bằng cơm thôi. Bây giờ gọi là kính chạy bằng cơm đấy. Lên kính bằng cơm, không phải là kính điện nữa. Nói thật thì cũng khá là đơn sơ với rất là nhiều cụm đồng hồ cơ và không có đồng hồ kỹ thuật số đây. Đấy. Còn ở cụm đồng hồ điều khiển trung tâm thì không có màn hình luôn, không có màn hình, không có điều hòa luôn nhá. Đây radio này, cái này thì em không biết là cái gì, nó nhiều con này căn bản là nó lâu quá em không biết là cái gì. Gạc cơ đấy, gạc cơ của khí tài đấy. Ở đây thì có thể thấy là mặc dù là để qua năm tháng nhưng mà xe vẫn được bọc giấy bóng bình thường nhá. Giấy bóng vẫn nguyên này. Xỉn màu giấy bóng chứ không xỉn màu trong nhá. Đây như ở đây thì các quý tài có thể thấy là cái màu của cái này này, cái màu của cái này này nó khác nhau rồi. Có thể do cái này nó xỉn nhánh hơn. Đấy cũng là một phần do chất lượng của xe thì BM đã trừ trực tiếp vào giá cho quý tài rồi. Còn về thiết kế nội thất thì về tổng quan thì cũng khá giống nhau, vẫn là 3 chỗ ngồi, vẫn là thiết kế như thế. Chỉ có điều khác một số option theo xe thôi, cho nó hiện đại hơn thôi. Đây, cụm phanh tay thì nó bây giờ nó ở đây, đứng riêng biệt với cái cần lên ben. Cần lên ben, cần xuống ben này rồi. Xe thì là sử dụng là 5 số tiến một số lùi nhá, vẫn là truyền thống 45 số tiến một số lùi. Đấy, và đấy là tổng quan về chiếc xe ben ga cơ mà các bác tài là hằng mong muốn cũng như là hằng mong ước em tìm cho quý tài đây. Thì em tìm cho quý tài rồi đó. Thì bác tài có cảm nhận như nào về chiếc ben ga cơ này? Thì
Nếu có câu hỏi gì cứ hay cần góp ý gì cứ gọi cho em nhé. Và bên em có rất nhiều xe mới, hiện tại Garco đã hết sạch rồi. Con này là con cuối cùng của dòng Garco 2017 nhá. Và cuối cùng xin kính chào toàn thể cùng giữ tay. Và bây giờ đến thời điểm giao xe thôi. Giao xe cho công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Long Hà Nội, đến từ Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội nhá. Và cuối cùng em Hoàng xin kính chào toàn thể cùng giữ tay, tất cả quý tài trong video sắp tới về những dòng xe ben khác.